quý vị và các bạn, hôm nay trong cái chương trình Dân ca phải biết luật ta, tôi xin giới thiệu cho quý vị và các bạn một cái tình tiết giảm nhẹ nữa quy định tại khoản 1 điều 51 của Bộ luật Hình sự, đó là tình tiết phạm tội lần đầu và thuộc trường hợp ít nghiêm trọng. Vì đây là cái chương trình Dân ta phải biết luật ta, tôi mong muốn rằng là quý vị và các bạn phải hiểu được những cái tình tiết rất là cơ bản, để khi tòa án áp dụng cái hình phạt thì nếu trong trường hợp mình có được những cái tình tiết giảm nhẹ quy định tại khoản 1 và khoản 2 của điều 51 của Bộ luật Hình sự thì chắc chắn là tòa án sẽ vận dụng và tuyên mình một cái mức hình phạt ít hơn. Thưa quý vị và các bạn, điều 51 của Bộ luật Hình sự nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam điểm y là như thế này. Điều 51, các tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự điểm y phạm tội lần đầu và thuộc trường hợp ít nghiêm trọng. Phạm tội lần đầu thì quý vị biết rồi, trong cái khi mà một cái hồ sơ nào đó mà khi mà khởi tố một cái vụ án hình sự thì cơ quan đã tiến hành gọi là trong cái tàng thư để lấy ra được cái danh sách là người này có phạm tội hay không, trong cái bút lục hồ sơ tàng thư mật thì để xem người này có tiền án hay tiền sự gì hay không. Thưa quý vị và các bạn, tiền án là một cái bản án đã được tòa án tuyên, còn tiền sự là những cái vụ đã được bị phạt vi phạm hành chính, nói chung là tiền sự, còn tiền án là một bản án của tòa, để chúng ta có thể từ đó chúng ta có thể biết được rằng thế nào là tiền án, thế nào là tiền sự. Trong cái điểm y phạm tội lần đầu thì nãy tôi vừa giới thiệu rồi, đây là trường hợp phạm tội lần đầu, tức là từ trước đến nay người này chưa có bất kỳ một cái hành vi vi phạm pháp luật hay là chưa từng bị xử phạt vi phạm hành chính. Đó là cái điều thứ nhất. Cái điều thứ hai là thuộc trường hợp ít nghiêm trọng. Thật ra thì nhân thân của một con người xuất phát từ những cái hành vi của con người đó, những cái ứng xử của con người đó trong đời sống xã hội. Quý vị biết rồi, cũng hai cá thể A và cá thể B cùng phạm một cái tội trộm cắp tài sản. Tuy nhiên, nếu một người nào đó phạm tội lần đầu và cái người còn lại thì là phạm tội đã có tiền án tiền sự thì chắc chắn cái mức hình phạt của cái cá nhân B kia sẽ nặng hơn A. Dĩ nhiên ở đây tôi đang so sánh ở mức độ tương đối. Ngoài ra khi mà phán quyết một cái bản án với mức hình phạt nào đó thì tòa án sẽ căn cứ vào tính chất, mức độ, nhân thân và nhiều cái yếu tố khác. Ở đây tôi chỉ muốn nói như vậy để quý vị và các bạn hiểu được rằng trong trường hợp thế nào được gọi là phạm tội lần đầu mà thôi. Có một cái vế thứ hai là thuộc trường hợp ít nghiêm trọng. Theo cái điều chính của Bộ luật Hình sự thì những cái tội mà ít nghiêm trọng thì là những cái tội có mức hình phạt là 3 năm, không quá 3 năm. Vận dụng theo cái điều này thì thông thường nếu một cái bị can, bị cáo nào đó phạm vào một cái tội mà được quy định trong luật mà cái tội đó không quá 3 năm, khung hình phạt đó không quá 3 năm thì mình sẽ được hưởng cái tình tiết này. Vậy thì vấn đề đặt ra là những trường hợp nào được hưởng, những trường hợp nào được cái tình tiết này. Trước đây thì tôi cũng có một cái vụ kiện mà nói vui với quý vị và các bạn là sau khi mà một cái vụ có mức hình phạt từ 7 tới 15 năm thì cái chị này chị bảo rằng là thôi bây giờ luật sư ơi, bây giờ mình bỏ hết, bây giờ mình sẽ bồi thường trách nhiệm nhân sự. Thưa quý vị, không phải là như vậy. Không phải tất cả những hành vi mà quy định trong luật hình sự thì khi trong một số cái điều cơ bản thì tòa án có quy định
Ví dụ như bây giờ cái tội cố ý gây thương tích thì ví dụ như một số cái tội phải có cái đơn yêu cầu và người ta sẽ liệt kê vào tội nào, thì nếu trong trường hợp có đơn yêu cầu mặc dù nó đã cấu thành cái tội, tuy nhiên nếu có cái đơn yêu cầu thì chúng ta sẽ cơ quan tiến hành tố tụng bao gồm điều tra, tòa viện sẽ tiến hành đối với cái tội này. Đó là mình điển hình là cái tội cố ý gây thương tích. Thì theo quy định của điều luật, trong trường hợp một người nào đó gây cái thương tổn cho cái người khác với tỷ lệ thương tổn là 11% hoặc dưới 11% đã có xử phạt vi phạm hành chính. Như vậy đó quý vị và các bạn, không phải tất cả những trường hợp mà luật quy định đều khởi tố theo yêu cầu của người bị hại. Tuy nhiên chỉ một số điều khởi tố theo yêu cầu của người bị hại, còn một số điều nếu không có đơn yêu cầu thì vẫn, nếu có quy định ở trong luật về một cái tội, một cái hành vi cụ thể, tòa, các cơ quan tiến hành tố tụng sẽ khởi tố, truy tố và xét xử đối với cái tội này. Quay lại vấn đề phạm tội lần đầu và thuộc trường hợp rất nghiêm trọng. Những cái tội này như bây giờ chúng ta sẽ hiểu thông thường như là những tội trộm cắp, tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, tội những cái tội mà pháp luật quy định có mức hình phạt dưới 3 năm. Thưa quý vị và các bạn, trong hàng loạt cái các cái tình tiết giảm nhẹ theo quy định tại khoảng 1 điều 51 thì lý do tại sao trong từng cái điều, những cái điều, những cái điểm thì tôi phải phân tích để quý vị và các bạn hiểu được rằng nếu trong trường hợp tòa án áp dụng khoảng 1 điểm X thì quý vị biết được rằng đây là một cái tình tiết giảm nhẹ, hoặc là nếu trong trường hợp là khoảng A điểm A khoảng 1 điều 51 thì quý vị biết rõ ràng đây là một cái tình tiết giảm nhẹ theo quy định của Bộ Luật Hình sự nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam. Thưa quý vị và các bạn, chắc chắn là trong những từng cái video có những cái điều rất là khô khan về luật để truyền tải đến quý vị và các bạn. Thì thực tiễn trong cái quá trình hành nghề thì tôi cũng đã áp dụng rất là nhiều lần đối với cái điểm X theo quy định của Bộ Luật Hình sự nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam. Trước đây thì nó là thuộc điều 46, thì nay nó là điều 51. Một cái cá nhân người nào đó trộm vặt, một cái cá nhân người nào đó lừa đảo và hoàn trả lại tiền, một cái cá nhân người nào đó gọi là hủy hoại tài sản của người khác, một cái cá nhân nào đó đã có hành vi vi phạm về điều khiển phương tiện giao thông đường bộ, và trong hàng loạt cái tính chất, mức độ, cái nguyên nhân, cái hoàn cảnh khách quan, và tòa sẽ xét hết tất cả những cái tình tiết này, trong đó có một tình tiết về nhân thân của người phạm tội là trong hồ sơ, trong tạm ngư phạm tội lần đầu chưa có tiền án tiền sự để có những cái mức hình phạt giảm nhẹ hơn so với bình thường theo những cái quy định của pháp luật. Chắc chắn thì trong vài video tới đây thì tôi sẽ từ từ dẫn chiếu cho quý vị và các bạn những cái quy định khác của Bộ Luật Hình sự về giảm nhẹ. Xin trân trọng cảm ơn quý vị và các bạn đã nghe một cái video luật một cách rất là khô khan và mệt mỏi. Xin trân trọng cảm ơn.